Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm bộ truyện Người chơi mới cấp tối đa. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình nha. Chúng ta vào chuyện thôi. Lần thử thứ 79, số thương vong 315.850. Sau khi cố gắng chinh phục tháp thử thách, đây chính là kết cục của nhân loại. Nhân loại diệt vong, 0 giờ 58 phút 33 giây. Nhân loại diệt vong, 0 giờ 58 phút 32 giây. Nhân loại diệt vong, 0 giờ 58 phút 31 giây, công bằng mà nói lượng thương vong quá khủng khiếp, tất cả các bang hội lớn đều đã bỏ cuộc, không còn người chơi nào trụ lại nổi nữa rồi. Hình như là còn 1 giờ nữa thì thế giới sẽ bị tận diệt. Tháp thử thách, tầng 48, mọi người đã cố gắng hết sức rồi. Ê khoan! Một dũng sĩ vừa xuất hiện tại tầng 48, vương quốc của rồng đỏ Ethia, vẫn còn người chơi kìa. Thật hả? Lúc này luôn, ê cái thằng cứ xi băng, lúc này luôn, quái kia, bố mày tịch thu bàn phím của mày một tiếng giờ. Loài người các người đúng là không biết khi nào thì nên bỏ cuộc đi nhỉ. Lại còn dám quay trở lại sau khi để mất bao nhiêu mạng người thế kia. À thì, ta chuẩn bị vài thứ để làm món thằn lằn dầm tỏi ớt đấy mà. Nhưng vẫn tới kịp thôi. Con người, ngươi không biết rằng dù cái chết có đến ngang nhau như thế nào thì vẫn có thể sẽ đau đớn hơn gấp bội lần kẻ khác sao? Hay, trò chuyện với một sinh vật nhỏ bé yếu ớt đây vài lời cũng chẳng sao. Quả là một kết cục thảm hại. Trói lại rồi tung đòn tấn công vật lý. Không phải dập khuôn dễ nhìn ra quá à. Ngươi, chỉ cần quan sát di chuyển tay của người là ta đã đoán ra hết ngươi chuẩn bị làm gì rồi. Tên này phá chiêu thức của ta chỉ trong mấy giây thôi ư. Không tồi, con người. Tuy nhiên, ngươi chỉ vừa quay vào ống chết tức tưới hơn gấp trăm lần mà thôi. Thằng láo xược, ta không để ngươi sống sót rời khỏi đây đâu. Rồng đỏ, Deathia, mặc dù toàn bộ hầm ngục này nằm trong tầm hơi thở của nó, nhưng không lý nào mình lại tránh né cả. Đọc lệnh, ký ức thế giới. Đang tạo lập thư viện vô hạn chứa hồ sơ kỹ năng, ta cho gọi lửa địa ngục và hắc lệ kiếm. Loài người ngu dốt, có mỗi cái kỹ năng yếu ớt đó chống lưng, mà vênh mặt lên kính kiệu rồi à. Tâm xỉa răng kiểu đó, thì đừng có mơ mà giết được ta. Ở cấp này đi đương nhiên là không nổi, thế nên ta mới tạo cái này đây. Lửa địa ngục và hắc lệ kiếm, hợp nhất, hai chiêu thức. Kỹ năng lửa địa ngục cấp EC và hắc lệ kiếm cấp EC đang được hợp nhất thành một kỹ năng ở đẳng cấp vượt trội, có thể chém bay cả một con rồng. Hợp nhất thành công, bạn đã nhận được hơi thở của rồng hư không Emthezion cấp SSS. Cái đó, hơi thở mạnh nhất của rồng, Emthezion cổ đại, rồng Emthezion cổ đại. Làm sao một tên loài người tầm thường lại có năng lực đó? Ngươi, ngươi là thằng quái nào? Kangin Hiuk là một thằng đã kiệt quệ đến cùng cực. Đây cũng chẳng phải là lần đầu ta tiễn ngươi về với đất mẹ. Mình sẽ làm chuyện theo yêu cầu của các bạn. Nếu có ai thích bộ chuyện nào thì comment ở phần bên dưới để cho mình biết nha. Và cũng đừng quên like và đăng ký để xem những video mới nhất của mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.